hello xin chào các bạn nếu như mà các bạn đã lên xem phần phát trực tiếp ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé được không nào xin chào các em chị đã thấy là có một số bạn à, đang vào xem phần phát trực tiếp ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay rồi không biết là các em đã đi học về chưa ừ. hello xin chào các bạn ngày hôm nay chúng mình sẽ có một cái buổi phát trực tiếp rất là đặc biệt đó là chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về cái phương pháp ôn văn ở trong năm tháng cuối bởi vì tính ra thì cái thời gian ôn thi của chúng mình thực sự là không còn nhiều nữa chúng mình sẽ mất vào khoảng một tháng Tức là đáng lẽ là sẽ còn 6 tháng nữa đúng không Nhưng mà chúng mình sẽ mất một tháng Để chúng mình gọi là vừa nghỉ Tết này Những cái ngày nghỉ khác này Rồi thì những cái hoạt động của lớp vào dịp cuối năm nữa Thế nên chị nghĩ rằng là Cái thời gian mà bây giờ các bạn có thể tính ấy Nó sẽ chỉ rơi vào được 5 tháng nữa thôi Được không ạ Nhá, thế nên là ngày hôm nay chị rất là muốn chia sẻ với các bạn về cái phương pháp ôn văn ở trong năm tháng cuối này Nếu như mà các bạn cảm thấy nó hợp lý thì các em có thể làm và đương nhiên là khi mà các bạn làm mà các bạn thấy hiệu quả thì hãy chia sẻ lại với chị nhé được không nào à em vừa về à ok các bạn ok ok tầm này chị sợ là các bạn uh, chưa có về nhưng mà thấy các bạn về rồi thì nói chung là yên tâm rồi yên tâm là buổi phát trực tiếp ngày hôm nay sẽ không một mình rồi đúng không ạ ok xin chào các bạn các bạn ơi nào cùng quay trở lại với chị ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay nhé ok không đợi một chút xíu đợi mọi người một chút xíu nha đợi mọi người một chút xíu nha à đang được nghỉ à ok chúng mình cùng đợi mọi người một chút nhé rồi chị sẽ bắt đầu chia sẻ với các bạn về um, chị sẽ chia sẻ với các bạn nào các bạn ơi Ok xin chào Thúy Linh xin chào em xin chào các bạn nào cùng quay trở lại với chị nhá bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu phần uh, đồng hành cùng với chị ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay để nói về phương pháp ôn văn ở trong năm tháng cuối của chúng mình được không ạ các bạn nhìn nhá chị sẽ chia cái tiến trình thời gian chúng mình có ở thời điểm hiện tại là như sau các bạn có thể nhìn vào đây ạ sẽ có hai điều mà chị quan tâm khi mà chị uh, ôn tập một cái phần kiến thức nào đó thì hai cái phần này chị tạm gọi đó là thứ nhất chúng ta phải biết được định lượng kiến thức chúng ta cần ôn như thế nào được không ạ thứ nhất là định lượng kiến thức chúng ta cần ôn như thế nào và cái số hai chúng mình sẽ có thêm à chúng mình sẽ có thêm một cái nữa đó chính là định lượng về thời gian được không ạ định lượng về thời gian thì đây là hai cái mà chúng mình cần phải chuẩn bị trước có nghĩa là chúng ta biết được là cái lượng kiến thức của chúng mình cần có là bao nhiêu được không ạ cần ôn là bao nhiêu và chúng ta biết được là cái quỹ thời gian mà chúng ta có để ôn tập là bao nhiêu bởi vì khi mà các bạn nắm được hai cái phần này thì chắc chắn là cái việc làm chủ kiến thức của các bạn cũng như là làm chủ thời gian nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều được không ạ thế thì bây giờ cái câu hỏi đầu tiên mà chị muốn đặt cho các bạn đã bao giờ các bạn đưa ra cái định lượng cho hai cái phần này chưa một là về kiến thức chúng ta cần phải học những phần gì và cái thứ hai là thời gian chúng mình còn lại là bao nhiêu chưa chị rất muốn hỏi các bạn về điều này ạ à, bởi vì bản thân chị cảm thấy đây là một cái điều rất là quan trọng chị cảm thấy đây là một cái điều rất là quan trọng nhưng mà nhưng mà có đôi khi là bản thân các bạn cảm thấy là 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 thực sự là nó nó không nó không cần thiết lắm ấy bởi vì chị thấy rất là ít khi các bạn làm điều này rất là ít khi các bạn làm điều này ạ à. nào các bạn ơi các bạn đã định lượng được cái lượng kiến thức mà các bạn cần ôn là như gồm những phần nào chưa Đối với những môn khác thì chị Hiên không biết, thế nhưng đối với môn Văn thì chị sẽ trọng tâm với các bạn về các mảng kiến thức sau các em nhé. Đây, mảng kiến thức mà chúng ta cần ôn này, thứ nhất đó là kiến thức. Cái lượng kiến thức mà chúng mình cần ôn sẽ bao gồm như sau. Thứ nhất, đó chính là gì nhỉ? À, thứ nhất đó chính là phần kiến thức đọc hiểu. Được không ạ? phần thứ hai đó là phần kiến thức về nghị luận xã hội và phần thứ ba đó là phần kiến thức về nghị luận văn học được không ạ và hãy lưu ý giúp chị rằng cái phần kiến thức này chị rút ra từ cấu trúc đề thi ạ được không không có cái gì sát bằng việc là chúng ta học những cái mảng kiến thức sát thật là sát theo cấu trúc đề thi hàng năm của chúng ta Thế thì ở thời điểm hiện tại là vẫn chưa có bất cứ một cái sự thay đổi gì về cấu trúc đề thi văn cả. Thế nên ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn có thể thống nhất với nhau là cái phần kiến thức chúng mình có sẽ bao gồm 3 phần: đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Ok chưa ạ? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng chia nhỏ thêm một chút xíu nữa để các bạn nhìn vào đó và các bạn thấy là ôi, thật ra tưởng là ít nhưng mà lại rất là nhiều nhá. Nó sẽ là như thế này các bạn ạ. Ở trong phần đọc hiểu này chúng ta sẽ chia ra làm hai phần chính. Một là những cái kiến thức mà người ta gọi là kiến thức ngữ pháp. Được không ạ? Tạm gọi là kiến thức ngữ pháp. Đây là dạng kiến thức cơ bản thôi ạ. Được không nào? Nó thường xuất hiện ở trong câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2 của đề thi, thường sẽ là như vậy. Ok chưa nào? Và mảng kiến thức thứ hai, đó là mảng kiến thức nâng cao hay nói cách khác chính là kiến thức thông hiểu. Phần này thì chúng ta phải hoàn toàn dựa vào nội dung của văn bản, dựa vào cái việc chúng ta hiểu văn bản như thế nào để chúng ta trả lời. Ok chưa ạ? Ở trong phần nghị luận xã hội này thì chúng mình sẽ ôn trọng tâm vào hình thức đoạn văn 200 chữ. Được không ạ? Và thường những cái dạng trong những năm gần đây là nói về một cái thông điệp, một cái tư tưởng đạo lý nào đó, được không ạ? rồi một cái tư tưởng đạo lý nào đó. Rồi và nghị luận văn học, đây chính là cái phần kiến thức nặng nhất của chúng mình. Được không ạ? Đây chính là cái phần kiến thức nặng nhất của chúng mình. Ở thời điểm hiện tại thì đề thi vẫn nằm trong khuôn khổ đó là các cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12 thuộc gì ạ? À văn học Việt Nam hiện đại thì chị sẽ chia ra thành thứ nhất là chúng ta phải có kiến thức nền. Ở trong kiến thức nền này chúng ta lại chia ra thành thơ và văn xuôi được không ạ sau đó thì chúng ta phải học về phương pháp các dạng đề bao gồm các dạng đề chính đó là dạng đề phân tích dạng đề chứng minh nhận định dạng đề so sánh dạng đề liên hệ được không ạ à? đây là những cái dạng đề chính sau đó thì chúng ta sẽ còn phải cần thời gian để chúng ta gì ạ à ôn à, về phần diễn đạt kiến thức về diễn đạt nữa phần này cũng rất quan trọng ạ à, để làm cho cái bài viết của chúng ta trôi chảy mượt mà thêm vào đó thì chúng ta sẽ cần phải có thêm những cái phần ngữ liệu liên hệ mở rộng để làm sâu sắc cái bài viết của mình thêm nữa và cuối cùng quan trọng nhất đó chính là chúng ta phải thường xuyên luyện tập để tạo ra một cái chất riêng ở trong bài viết của các bạn Ok chưa ạ? Thế thì các bạn nhìn vào đây các bạn có thể thấy là ôi Thì ra chúng ta có rất là nhiều thứ cần phải học ngay từ bây giờ đi ạ Chứ không phải là nhiều bạn cứ ỉ lại và các bạn nghĩ rằng là Để còn khoảng tầm 1-2 tuần nữa thì học cũng được, sao đâu Học môn văn thì chúng mình chỉ cần học như thế thôi Chị nghĩ đó là một cái suy nghĩ hoàn toàn sai lầm của các bạn Đừng nên đặt cược số phận của mình ở trong cái việc hên xui như vậy Mà ngay từ bây giờ hãy cố gắng học tập chăm chỉ và rèn luyện được không nào? ok chưa đây là chị đã định lượng kiến thức nói chung là khá là khái quát cho các bạn về những cái phần mà chúng ta cần phải ôn rồi được không? Bây giờ thì chị sẽ chia thời gian nhá. Có một bạn vừa nói với chị là chị ơi bây giờ thì chúng em còn khoảng là 198 ngày. Nhưng mà như chị đã vừa chia sẻ với các bạn rồi, 198 ngày thì nó sẽ rơi vào khoảng các bạn sẽ còn khoảng 6 tháng, đúng không? Hơn 6 tháng một chút xíu. Nhưng mà chị nghĩ tính cái thời gian của các bạn bây giờ còn ấy thì chúng mình sẽ chỉ còn cái thời gian khoảng tầm 5 tháng thôi. Bởi vì như chị đã nói là chúng ta sẽ còn cái thời gian phải nghĩ đến cái việc là chúng ta nghỉ Tết này, đúng không ạ? Chúng ta nghỉ những cái ngày lễ này Đúng không nào? Và chúng ta tham gia vào những cái hoạt động ví dụ kỳ yếu này Rồi thì những cái gì ạ? À? Hoạt động của trường vào cái dịp cuối năm này Thì chị nghĩ là chúng ta phải trừ hao đi một tháng Và nếu như để hỏi là thời gian ôn trọng tâm của chúng mình bây giờ còn bao nhiêu Thì có lẽ là chúng mình sẽ chỉ còn khoảng tầm 5 tháng nữa thôi Nghe số 5 ít chưa? Các bạn thấy nghe số 5 ít chưa?